Dạ, thưa bác, Phật tử Đồng Nai xin hỏi, thiền Passana Chan là thiền gì? Niêm mật một khóa tu 10 ngày, nội bất xuất, ngoại bất nhập, thiền vậy có ý nghĩa gì? Sau khi chết sẽ đi về đâu? Thiền Passana là tiểu tiểu thừa. Ở trong cái đạo Phật gọi là tiền tiểu thừa. Chết để làm cái gì? Tiền tiểu thừa tu để thành thánh ở trái đất này. Mà cái thánh mà nó gọi cái thánh từ bi. Thí dụ con đang tu, con muốn thương người thì con làm sao? Thì cái loại thập thánh đó, nó giúp cho con lúc nào con cũng thương người hết á. Con tu con thương người. Về làm có nhiều mở tủ ra đưa cho người ta thương mà thương người. Nếu mà ông chồng đồng ý á thì được, ông chồng đồng ý là quánh lộn á. Thấy không? Mà 37 pháp quán này, pháp quán trời đạo đều do các thập loại thánh giúp cho tạo thành. Quán từ bi, rồi quán trí tuệ, rồi quán bát nhã, rồi quán tứ niệm xứ vậy đó. Thì do thập loại thánh giúp, nó ẩn vào con nó giúp. Đặc biệt là nếu mà con cu mà kêu bằng tu tứ quả tinh văn á, là tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm và a la hán á, thì gọi là tứ quả sinh răng. Thì con tu mà đúng rồi đó sẽ được 18 phép thần thông. Còn nếu mà tu không đúng á thì một hai thôi. Thứ nhất á, đạt được cái đầu tiên là cái gì? Đạt được cái đầu tiên là thành thánh bất động, rồi tự tịch diệt, tự chết được. Đó là gọi là thánh a la hán. Đó, thì thiền Passana đã gọi là thiền tiểu thừa, đó là tiếng Phạn. Còn mình ở Việt Nam mình nói là thiền tiểu thừa. Còn mấy ông tiểu thừa ông chịu, ông nói là thiền nguyên thủy, ông dịch là thiền nguyên thủy, là thiền đầu tiên của Đức Phật dạy, cơ bản của Đức Phật dạy, gọi là thiền nguyên thủy. Còn theo thiền tông nó phân chia gọi là thiền tiểu thừa. Thấy không? Rồi câu hỏi tiếp đi.